Dũng Thể Lời xin kính chào quý vị đến với chương trình Mỗi Tuần Một Sự Kiện. Đây là kỳ thứ 12. Hôm nay thì vị khách mời bên tay trái của Dũng, bình thường là với khuôn mặt quen thuộc của 11 tuần vừa rồi là Tuấn Thiên Môn. Tuấn Thiên Môn đang bận một số công việc của nhà hoàng và gia đình cho nên tạm vắng mặt. Hiện giờ thì chúng tôi mời được một vị khách mời cũng là một khuôn mặt quen thuộc của Bô Sa, của chúng ta, của cộng đồng hải ngoại. Vừa rồi anh còn đứng ra để tranh cử chức vụ của hình như là thị trưởng thành phố Washington. Dạ, không, là nghị viên thôi ạ. Nghị viên của thành phố, hy vọng là tương lai sẽ tranh cử luôn cả cái ghế của thị trưởng. Đây là anh Khải Đào. Xin mời Khải gửi lời chào khán giả của kênh Dũng Theo Lời TV. Và lần đầu tiên xuất hiện, Khải cũng giới thiệu cho mọi người biết vai trò bình thường của Khải là gì ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Taylor và xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Dũng Taylor TV. Cũng như Khải xin phép được cũng thâu hình để cũng phát lên, upload lên trên kênh YouTube của Khải là Việt Youth TV, Diễn đàn Dân Chủ. Thì Khải có trình bày với anh Dũng, kính thưa quý vị, tức là Khải không có, cũng không phải là tham vọng, nhưng mà mình chọn cái hướng đi riêng. Tức là Khải có nói với anh Dũng là Khải không có chủ trương làm truyền thông theo đúng nghĩa một cái kênh truyền thông giống như anh Dũng Taylor hoặc là Phố Bô Sa TV hoặc là Nửa Vòng Trái Đất TV, mà Khải muốn hy vọng có thể định hình được cái tiếng nói của mình, không dám khoe là một nhà bình luận, nhưng mà mình muốn chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, tức là nói chung những cái nhận định của mình có sao nói vậy, và mình chịu trách nhiệm lời nói của mình. Và đôi khi cái mình những cái nhận định của mình nó có mục đích chứ không phải chỉ là để giật tiếp câu view. Thành ra những cái nhận định của mình đôi khi nó sẽ đụng chạm đến một số người. Và một lần nữa, Khải xác minh Khải không có chủ trương đánh phá ai hết. Khải không nhận tiền của người này, tổ chức này để đánh phá cá nhân kia, tổ chức nọ. Giống như hồi xưa Khải có chủ trương là dẹp láo, dẹp lừa, dẹp loạn. Thành ra tất cả những cái gì Khải làm đều với cái mục đích để mà có thể góp phần làm sạch môi trường sinh hoạt trong cộng đồng, cũng như là để giải tỏa những cái ngộ nhận và đem những cái thông tin sự thật đến cho khán thính giả, thưa anh. Cảm ơn anh Khải rất là nhiều. Hy vọng là trong tương lai anh sẽ tiếp tục dành thời gian trở thành khách mời ở trên kênh Dũng Theo Lời TV. Hôm nay vì anh xuất hiện lần đầu tiên thì Dũng cũng có vài lời gửi đến cho quý vị. Chúng tôi là cơ quan truyền thông báo chí tự do, có thể quý vị nói là đao to búa lớn. Dũng cũng nhiều lần giải thích, nhưng mà có nhiều người thì có thể là áp dụng cái văn hóa, cái tư duy và cái hiểu biết của mình đến với lại luật pháp của Hoa Kỳ. Chúng tôi, anh Khải cũng móc cái thẻ ra cho Dũng thấy, chúng tôi là trong cái công việc của người ở Mỹ, nó gọi là freelance journalist, là những người báo chí tự do và được bảo vệ và được ghi nhận bởi hiến pháp của Hoa Kỳ. Cho nên thành ra là khi mà nói là truyền thông thì chúng ta có hai mảng. Truyền thông làm cho những kênh chính thống, chẳng hạn như những kênh truyền thông lớn của Hoa Kỳ, chúng ta phải học ra trường, có bằng, có cấp, và nó có cái mặt lợi, mặt được và mặt không được. Khi chúng ta làm cho một kênh truyền thông lớn chính thống, đôi khi chúng ta có những cái ý kiến, những cái thông tin hoặc những cái nhận định, nhưng khi mà ở trong cái cơ quan truyền thông chúng ta làm việc, họ không duyệt, hoặc là cái chính đường lối chính trị của họ, chính sách của họ khác với lại người làm truyền thông, thì tiếng nói của mình không có được đưa ra cho công chúng, những cái lời nói, những nhận định của mình. Freelance journalist là những người làm báo chí tự do, họ được cái quyền đó, là khi những cái gì, cái nhận định của họ, những cái thông tin họ có, họ được quyền chuyển tải và họ chịu trách nhiệm. Nhưng nó nằm ở trong điều 1 của hiến pháp của Hoa Kỳ là được bảo vệ, freedom of press là được bảo vệ. Cho nên ở Mỹ có một cái hội để mà thành lập, để bảo vệ và cho chúng tôi đăng ký, những người làm việc như chúng tôi đăng ký vào đó. Khi mà quý vị đăng ký vào những cái hiệp hội hành nghề đó thì thông tin của quý vị được lưu giữ vào đó. Thứ nhất là họ làm background check, có nghĩa là họ coi cái quá khứ của mình có vi phạm pháp luật gì không, để mà chúng ta không thể nào làm cái nghề truyền thông được. Thứ nhì là khi mà chúng ta nằm ở trong cái database này rồi đó, chúng ta đi tới cơ quan chức năng nào mà chúng ta đi điều tra hoặc là đi làm thông tin, chúng ta phải nói
là tôi là truyền thông, tôi là báo chí và tôi phải đưa cái thẻ. Thì ngoài sau cái thẻ thường thường nó có thông tin của mình, nếu mà cơ quan chức năng họ cần kiểm chứng thì thông tin họ có thể bấm lên và họ sẽ thấy là mình là ai, cơ quan nào, vân vân. À, cái điều này nó bắt mình phải khai khi mình tới những nơi chẳng hạn như là tòa án, mình tới những nơi trại giam, mình đi thăm tù rồi này kia đó, là tại vì có những người, những nơi họ không có mở cửa hay họ sợ báo chí đi khai thác, cho nên mình phải báo cho họ biết là tôi là cơ quan báo chí. Cho nên đây là khi chúng ta đăng ký vào trong cái hiệp hội của những người nó gọi là freelance journalist, là làm ngành báo chí tự do, thì chúng ta cũng có những cái ràng buộc. Chúng tôi muốn đưa ra để nhắc nhở những người bạn đồng nghiệp của chúng tôi trong ngành nghề này luôn, tại vì Mỹ có rất nhiều quy luật, đôi khi chúng ta không biết rồi chúng ta dẫm phải vào. Tôi nhớ là tôi đến Anh Quốc đi cùng với anh Lân của Phố Bosa TV, thì lúc đó tôi đem theo cái thẻ là international, tại vì cái hiệp hội này họ cho mình đăng ký theo hai dạng, một là báo chí tự do tại Mỹ và báo chí tự do thế giới. Thì nó có hai cái database, chúng ta trả thêm tiền để họ nạp danh sách chúng ta vào cái international. Thì khi chúng ta ra nước ngoài, lần đó tôi có tới Anh Quốc, thì khi được hỏi tôi dẫn trình cái thẻ của tôi ra, thì họ vẫn bấm lên, họ thấy có đầy đủ thông tin thì họ mới cung cấp thông tin cho mình. Thì một lần nữa Dũng xin gửi đến để cho quý vị nào không quen cái vai trò là truyền thông, tại vì nhiều người nói tại sao ông nhiều chuyện quá vậy, chuyện gì ông cũng có mặt ông. Dạ, mình là một vợ bốn con, bố mẹ vợ, bản thân mình còn phải nuôi con chó nữa, mình không có rảnh thời gian. Tuy là một năm rưỡi nay mình vấn thân vào trong cái ngành truyền thông, nếu mà mình làm gì cái chuyện mà nó không phải là giúp ích cho cộng đồng, bảo vệ quyền lợi cộng đồng, thì dĩ nhiên là cái bộ nội trợ mình sẽ không bao giờ duyệt giấy phép cho mình làm cả. Cho nên thành ra xin gửi cho quý vị, những người nào có thiện chí thì họ sẽ nắm bắt những thông tin Dũng gửi tới, còn những người nào không có thiện chí thì tiếng Mỹ có cái câu rằng Khải là đối với cái người mà họ tin không cần giải thích, người không tin giải thích bao nhiêu cũng không đủ. Thì mình đang nói chuyện với những người mình cho là có văn hóa và có tiêu chí và có thiện chí, đúng không? Thì Dũng cũng mới thấy Dũng Khải móc cái thẻ ra, thì nãy giờ Dũng nói về vấn đề mà freelance journalist, Khải có cần cái gì để bổ sung nữa không? Dạ để vâng cho mọi người biết. Tại vì Khải bao nhiêu năm nay có nhiều người cứ lên nói là Khải là nhà báo tự xưng, thì như anh nói đó, Khải cũng không có rỗi hơi để mà Khải đi cải chính giải thích với họ. Vâng. Nhưng mà tại vì Khải ngồi với anh, vâng, đúng không ạ? Và anh có đặt cái vấn đề là freelance journalist, thì Khải cũng muốn cho mọi người biết là Khải có thẻ báo chí. Và quý vị còn nhớ khi mà Khải đến cái lễ viếng của ó đen Lý Trống, có người đuổi Khải ra ngoài, thì lúc đó thật sự trong túi, trong bóp Khải cũng có cái thẻ này, nhưng mà Khải không rút ra thôi. Và thưa anh, nói về cái thẻ này đó, là Khải đang ngồi đây ở cái studio này, thì đúng là các bạn mà nhìn kỹ, đây là cái thẻ mà Khải hoạt động là Việt Live TV. Khi mà thành lập cái studio, cái đài TV Việt Live này với David Trần và luật sư Lê Công Tâm, có liên quan đến lúc đó còn làm việc với thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn, giám sát viên, thượng nghị sĩ và đắc cử thượng nghị sĩ. Có nghĩa là cái thẻ này phải có là nếu mà không nói mười mấy năm thì cũng gần 10 năm rồi. Và trước đó, hồi xưa thì Khải ăn dầm nằm về đây, tức là David Trần và luật sư Lê Công Tâm giao chìa khóa cho Khải, Khải ăn dầm ở về coi cái studio này. Và khi Khải làm news director cho VHN với Bruce Trần, mày hình cố rồi, dạ, vâng, bạn, người bạn đến với dạ, Bruce bạn, Trần. Bạn học UCI của Khải, có một lúc nào Khải sẽ nói thêm về tự nhiên hôm qua nghiệp đến Hiêm. Thì lúc đó Hiêm cũng vậy, cũng giao chìa khóa anh Quốc Thái và Hiêm giao chìa khóa cho Khải. Khải cũng ăn dầm nằm về ở cái studio này của VHN gần cái Sài Gòn Performing Arts Center đó. Thì nói để các bạn hiểu, kể cả Khải có đăng báo hay không, không những Khải viết báo mà có người đã dùng cái bài báo của Khải để thưa kiện nhau ở tòa. Nếu mà bây giờ quý vị nào vô tòa án quận Cam sẽ thấy có một cái case dùng cái bài báo Khải viết để thưa kiện nhau. Khải nói vậy để cho sẵn đây ngồi để mà nói chuyện với anh Dũng, để quý vị biết là những người như Khải và anh Dũng là tụi Khải là làm báo là có quá trình đàng hoàng, chứ không phải là như mà những cái người suy bụng ta ra bụng người nói là coi mọi YouTuber giống hệt nhau để nghĩ là ai làm YouTube cũng là nhà báo tự xưng thôi. Vâng, cảm ơn Khải. Thêm một lần nữa mình tái khẳng định cái điều này, Khải là những người mà Dũng nghĩ là ở Mỹ lâu năm. Yeah. Những gì Dũng nói đó là không phải chỉ có người Việt Nam ở Việt Nam nghe, mà Việt Nam trên toàn thế giới. Và khi mình nói cái gì sai đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đối với một người như Dũng, là Dũng cho rằng là cũng có chút tiếng tăm và bà nhà cũng vậy, cho nên thành ra nó ảnh hưởng tới uy tín của mình. Cho nên Dũng rất cân nhắc cái lời ăn tiếng nói của mình.
Khác với những người YouTuber khác thì họ đặt cái kênh nhưng mà thật sự mình không biết họ là ai. Họ có cái quyền tự do, họ muốn nói gì họ nói, họ muốn chửi rủa ai cũng được hết. Nhưng nó không ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín vì người ta không biết. Dũng hay nói đùa là Dũng là cái người mà tuy là màu da của mình thiếu ánh sáng nhưng mà mình luôn lúc nào cũng ở ngoài ánh sáng, nhắc tới tên mình thì người ta biết. Còn có nhiều người tuy da dẻ rất là sáng nhưng mà không ai biết tới họ cả. Cho nên mình phải thận trọng lời ăn tiếng nói. Thì ngoài ra cái vấn đề mà trong cái thời điểm này anh em mình dùng cái kênh, cái diễn đàn YouTube hoặc Facebook, thay vì hồi xưa tờ báo họ in ra báo giấy thì bây giờ chúng ta dùng cái diễn đàn là trên báo mạng, thì bây giờ ai cũng chuyển qua hết. Thời gian chúng ta không có, chúng ta bận rộn thì ai cũng có trên tay một cái điện thoại, một cái iPad để xem. Cho nên thành ra chúng ta dùng cái diễn đàn mạng để gửi thông tin thì nó chỉ khác nhau vậy thôi, chứ không thể nào quơ là hết là YouTuber. YouTuber nó có nhiều dạng, cho nên thành ra truyền thông qua mạng YouTuber nó khác với YouTuber. Nhưng không sao, mình đang nói đây ở cái khía cạnh là họ có thiện chí hay là họ không có thiện chí với mình thì họ sẽ nhìn mình khác, cái đó không quan trọng. Ăn thua cái nội dung của mình đưa ra đó thưa anh. Tức là nhiều người ngộ nhận, như anh Dũng nói, chúng tôi có vẻ nhiều người ngộ nhận nói là làm báo phải có thẻ nhà báo. Một lần nữa cái chuyện, một cái đề tài đó Thạch Thầy sẽ có chương trình riêng để giải thích cho các bạn biết Thầy nghĩ sao về cái thẻ nhà báo ở Việt Nam. Còn nếu mà nói về như anh Dũng nói đó, bây giờ ai cũng có cái phone, ai cũng làm YouTube được thì ai cũng trở thành nhà truyền thông. Thưa quý vị, ai cũng có cái miệng, ai cũng có thể nói được, ai cũng có thể phát biểu được. Nhưng mà cái lời nói của mình nó có giá trị hay không, nó có ảnh hưởng, nó có tác động gì, nó có thay đổi được xã hội hay không, thì không phải cái nhận định, cái tiếng nói của ai nó cũng có giá trị ngang nhau thưa anh. Mình là những người mà cho rằng là bình luận thì ở trong cái thời buổi này ai cũng có thể bình luận. Dạ. Nó mang tính cách bình luận chứ không phải là kết luận. Dạ đúng. Cho nên nếu mà nói về bình luận thì tôi muốn nhấn mạnh luôn cả khán giả của Việt Nam, đừng hỏi là tại sao xía vô chuyện người ta. Với vai trò của báo chí, họ có quyền bình luận từ kim chỉ vá mai cho tới tàu bay vũ trụ. Họ là báo chí, họ bình luận, họ không kết luận. Chuyện kết luận là của tòa án, của pháp lý. Chứ họ đưa cái đề tài ra, chừng nào họ dùng cái đó và họ nói người đó ABC gì đó, họ kết luận thì nó khác. Còn họ có quyền bình luận, cho nên đừng nói là tại sao chuyện của người ta mà cứ... Có thể cái quan điểm của mình ở cái nơi của mình nó khác với lại ở Hoa Kỳ. Họ có quyền bình luận. Ở Mỹ này, báo chí suốt ngày họ đem những cái chuyện nhỏ ra họ bình luận. Một cô ca sĩ đi vô nhà hàng ăn thịt mà không dùng sauce của nhà hàng, đem sauce của mình đem vô, đem A1 vô, tại vì Mỹ họ tối kỵ. Mình đã đi ăn thịt, ăn steak thì mình phải hưởng được cái mùi vị, cái hương vị của cái miếng steak đó. Mình đem cái A1 sauce, cái sauce mình vô là họ cho là mình không có thẩm mỹ, không biết ăn, mình thiếu cái nghệ thuật đấy. Cho nên thành ra họ bình luận luôn cái vấn đề đó là người ca sĩ này không có style, không có thẩm mỹ, không có sang. Họ bình luận luôn cái đề đó. Cho nên thành ra quý vị đừng nói là ủa tại sao chuyện của người ta mà bình luận nói tới. Cái vấn đề này là vấn đề là từ xưa tới nay. Chỉ có cái là cái văn hóa của mình nó khác biệt, đúng không? Những chuyện đó mình cho là giải trí nhưng mà nó thể hiện lên văn hóa của một tầng lớp, một đẳng cấp nào trong xã hội. Cho nên từ từ hy vọng là Dũng Taylor cùng với Khải Đào sẽ đưa ra những cái đề tài để giúp cho quý vị có những cái nhận định nó chuẩn hơn. Hồi xưa giờ chúng ta có những cái nhận định dựa theo cái suy nghĩ của chúng ta thì nó lệch lạc. Còn bây giờ người ta nói ăn theo ở, ở theo thờ, đúng không? Thì đây là cái lúc chúng ta phải biến chúng ta trở thành những người đương thờ. Đừng biến chúng ta trở thành những người lỗi thờ, là chúng ta chỉ dựa theo những gì chúng ta biết từ xưa thôi. Nó không còn áp dụng bây giờ nữa. Quý vị có biết mỗi năm á, cái cuốn từ điển của Hoa Kỳ nạp vô thêm 200 từ mới. Tại vì đời sống chúng ta nó luôn thay đổi, nó có những từ mới mà chúng ta không kết nạp vào thì chúng ta không nắm bắt, có nghĩa là chúng ta trở thành những người lỗi thời. Dũng nói như vậy không có hẳn là những người xưa, những cái gì chúng ta biết mà xưa không sử dụng. Chúng ta biết cái xưa cộng thêm cái mới nữa thì nó giúp cho chúng ta là trở thành những người nó trọn vẹn hơn. Hơn là chúng ta, nó gọi là tiếng Mỹ, nó gọi là square, nó nằm trong cái hộp, nó khuôn khổ bao nhiêu đó thôi. Miễn nó cái gì nó không rơi vô trong cái hộp đó thì chúng ta cho là sai, chúng ta cho là khổ tả, chúng ta cho rằng lệch lạc. Tại vì nó không nằm trong cái hộp, cái khuôn của chúng ta không biết. Thì Dũng hy vọng là cái điều này là Dũng muốn gửi đến cho quý vị. Rồi. Anh cho phép Hải nói leo thêm. Thưa quý vị, Hải xin phép đi xa hơn anh Dũng Taylor một cái. Anh Dũng Taylor nói là những người làm truyền thông là có quyền nhận định, hoặc là nói là có quyền phê phán chỉ trích. Hải xin được nói xa hơn, tức là từ xưa giờ cái chủ trương không của Hải. Hải, Dũng không nói phê phán chỉ trích, Dũng nói bình luận. Rồi ok, như vậy cho phép Khải nói là cái từ xưa giờ cái chủ trương mà gần như Khải nói là cái mission của Khải, Khải tự
coi cái đó là cái nhiệm vụ vai trò của Khải, không những là cái quyền, mà đối với Khải, Khải có bổn phận, Khải có bổn phận phải làm sáng tỏ, phải phê bình chỉ trích những cái sai trái, những cái bất cập trong xã hội. Đó là lý do tại sao mà Khải nói Khải không phải Khải coi thường các bạn đồng nghiệp ở Việt Nam có thể hành nghề, gọi là các thẻ ngành đó Phạm Anh, báo chí. Nhưng mà đối với Khải, một số quý vị ở Việt Nam hành nghề báo chí, luật sư chẳng qua là được đào tạo, được cấp thẻ ngành để mà xây, để phục vụ làm công cụ thôi. Chưa hẳn là quý vị đã hoàn thành đúng cái vai trò trách nhiệm của một ký giả, của một nhà truyền thông đúng nghĩa thôi ạ. Xin cảm ơn anh Khải nói thêm điều này. Hy vọng một ngày nào thì quý vị cũng thấy hôm nay Khải là cái người không có ngần ngại cho quý vị thấy những suy nghĩ của Khải. Từ xưa tới nay Dũng cũng là một cái người fan của Khải, theo dõi Khải thầm lặng. Chưa có cơ hội để cộng tác thì hôm nay mời Khải thì Khải nhận lời ngay. Anh em chúng tôi sẽ đi vào những cái đề tài mà tôi cho rằng là hôm nay nó đang là chủ đề, giống như Dũng nói, liên quan tới xã hội, văn hóa, đời sống, pháp luật. Đó là những điều mà chúng tôi quan tâm tới sự kiện. Còn vấn đề mà cá nhân chúng tôi không quan tâm. Tại vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi gia đình nó đều có những cái điều mà chúng ta không muốn người ngoài biết. Cho nên thành ra không bao giờ ai muốn vạch áo cho người xem lưng, hoặc làm bổn phận của mình đi vạch áo của người khác cho người xem lưng. Đó không phải là công việc của chúng tôi. Nếu người đó, sự kiện đó nó đang xảy ra, người đó là nhân vật, là sự kiện, nó liên quan tới văn hóa, liên quan tới xã hội, luật pháp, thì chúng tôi đưa người đó ra trở thành cái đề tài để chúng tôi nói. Quý vị nên phân biệt cái điều đó, chứ chúng tôi không liên quan tâm với vấn đề riêng tư của họ. Và cái tôi muốn nhận định rõ là bình luận viên nó khác với dư luận viên. Chúng tôi là bình luận viên, có báo chí, có thể hành nghề ở Hoa Kỳ. Khi chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi đã nói đối với Dũng, Dũng về Việt Nam, Dũng là một cái người du lịch, một có thể đi làm ăn thì là một doanh nhân, hoặc là có thể là một người mà nói là ấy là không có quốc tịch Việt Nam, Dũng chỉ là một người phó thường dân, còn không được luật pháp của Việt Nam bảo vệ nữa. Chúng tôi muốn cho nó phân biệt rõ đâu là dư luận viên, đâu là bình luận viên. Chúng tôi là những người bình luận viên, cho nên thành ra chúng tôi có thể bình luận bất cứ đề tài gì. Nó mang tính cách bình luận chứ không phải kết luận. Chẳng hạn như những ý kiến của chúng tôi đưa ra, nó mang cái tính cách, tính chất tham khảo chứ không phải là tính chất pháp lý. Và tôi cũng nói luôn, những gì tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm do kênh Dũng Thề Là TV. Những gì Khải nói, Khải sẽ chịu trách nhiệm, chứ không phải là ô ông Khải hay ông Dũng ở trên kênh Dũng Thề Là TV. Đây là diễn đàn, chúng tôi là khách mời, Khải là người, cũng là người làm báo chí độc lập, cho nên những gì Khải nói, Khải sẽ chịu trách nhiệm, với lại những gì Khải nói, bản thân tôi cũng vậy, tôi muốn khẳng định cái điều này. Và chúng tôi là tiếng nói độc lập, hai người cộng lại chúng tôi sẽ cộng hưởng với nhau, anh em chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp cho nhau. Có những cái ý kiến mà nãy giờ quý vị cũng thấy là Khải bổ sung cho Dũng và ngược lại Dũng bổ sung cho Khải, nhưng mục tiêu là chúng ta đóng góp và có cái tiêu chí là cho chúng ta nhận định mọi thứ nó tổng thể, tổng quát cho nó tốt hơn. Đó là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau trong nhiều chương trình. Hy vọng là Khải sẽ sắp xếp được thời gian để trở thành khách mời của Dũng. Thì một lần nữa, hôm nay là những gì chúng tôi đóng góp nó mang cái tính chất tham khảo, không kết luận, mà chúng tôi chỉ bình luận, và nó không có mang cái tính chất pháp lý để cho cơ quan chức năng họ giải quyết. Rồi hôm nay những đề tài mà chúng ta sẽ nói tới, Dũng thì Dũng chuẩn bị những đề tài này, Dũng biết Khải cũng có những đề tài mà Khải muốn nói tới. Thứ nhất là về nói về vấn đề Mỹ đi, là hiện giờ đó thì cái vấn đề chích ngừa, báo chí truyền thông và CDC Hoa Kỳ cho biết là chúng ta sẽ kêu là tới ngày tháng 6 này đó, tới ngày 15 tháng 6, ngày hôm nay thống đốc của California ông Gavin Newsom cũng nói là tới ngày 15 tháng 6 Cali sẽ được mở cửa hoạt động lại bình thường. Bình thường đây có nghĩa là chúng ta vẫn đeo khẩu trang, vẫn giữ khoảng cách, nhưng mà là ý thức của từng người chứ không còn là lệnh cấm nữa. Và chúng ta hoạt động lại 100%, không có còn cái bị giới hạn là 25, 50, 75%. Đó là cái mục tiêu của Gavin Newsom ngày 15 tây tháng 6 này, là Cali sẽ hoạt động lại bình thường, coi như đúng 1 năm 3 tháng, ngày 15 tây tháng 3 là Cali chính thức ra cái lệnh đóng cửa, làm việc ở nhà vân vân. Thì giờ 15 tháng 6 là sáng hôm nay ông thống đốc vừa nói gì này, Khải có cái nhận định gì về cái điều này, về cái lệnh này Khải có tìm hiểu thêm, tại vì ngày hôm nay Dũng cũng với Khải cũng kết hợp
short notice, không có cho Khải biết nhiều, thì không biết là Khải có nắm gì, Khải có thể chia sẻ tại sao ông Gavin Newsom lại lúc này đưa ra cái một cái nhận định mà nó khá là kêu là chủ quan. Tại vì nếu bây giờ tới đó, giờ chúng ta coi còn khoảng 2 tháng nữa, nếu mà cái số lượng mà người bệnh hoặc là số lượng tử vong nó không giảm thì mở cửa là bình thường, thì lúc đó những người phản đối ông nói tại sao trước đây ông đưa cái luật gay gắt, ông cũng bị cái đó là trước đây người ta nói là Gavin Newsom, thống đốc của California khá là gay gắt, cho nên nó dẫn tới cái vấn đề mà hiện giờ họ đang có cái phong trào rồi recall bãi nhiệm ông. Thì Khải nghĩ là cái quyết định này của Gavin Newsom nó có liên quan gì với cái vấn đề mà cái phong trào đang đòi bãi nhiệm ông hay không, và ông làm như vậy đó liệu là nếu mà tới ngày 15 tới tháng 6 mà cái con số hiện giờ diễn biến nó không giảm tới cái mức mà chúng ta mở cửa là bình thường thì chuyện gì nó sẽ xảy ra với ông? Thưa anh Dũng, thay lời kính thưa quý vị, tức là cái chuyện này rõ ràng là nếu mà quý vị nào sống ở Hoa Kỳ hoặc là ở Cali quận Cam, đúng không ạ, thì biết rõ ràng đây là cái đề tài nó đã bị chính trị hóa, có nghĩa là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, những người tụi Khải gọi là cuồng Trump, như anh Dũng, Đỗ Dũng anh gọi là bán cà rem đó, cầm chuông, hoặc là những người mà đảng Dân Chủ, hoặc là kể cả những người như Khải, Khải cũng tự cho mình là cái người khách quan, độc lập, thì cũng bị những cái người cuồng Trump họ cho là gọi là gì đó anh, cộng sản, là liberal đó, tức là họ quy chụp là không ủng hộ Tổng thống Trump, là dân chủ, mày là dân chủ là cộng sản luôn, đúng không ạ? Thì cái vấn đề mà như anh Dũng Taylor có nói, kính thưa quý vị, tức là một khoảng 2 tuần nay Khải bỏ toàn thời gian để Khải theo dõi một vài cái sự kiện chính có liên quan đến Việt Nam, trong đó có vụ mà ông thằng Y đó. Thành ra nếu mà nói về tin tức cập nhật thời sự thì Khải không nắm, nhưng mà Khải có nắm được cái chuyện lâu dài, đang tức là Khải có thể nói chung chung với cái nhìn của Khải là như anh Dũng Taylor nói, là hồi xưa khi mà thống đốc Gavin Newsom mà ra lệnh mà đóng cửa, đúng không ạ, để mà đối phó với kiểm soát ngăn chặn cái dịch này, thì bị những người ủng hộ Tổng thống Trump chụp cho cái mũ nói là phá hoại kinh tế, đúng không ạ, thay vì nói là có gì mà ghê gớm đâu mà phải đóng cửa cả tiểu bang, ảnh hưởng đến dịch vụ thương mại, thất thoát hàng tỷ 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 đô la. Thì theo phải đọc tin thì bây giờ là bên Texas, Arizona là họ đã mở cửa lại từ tháng 3 rồi, có phải không ạ? Thì thật sự Khả nghĩ cái chuyện này hai bên họ đều cực đoan, họ đều chính trị hóa vấn đề, nhưng mà cái chính Khải nghĩ là để mà biện hộ cho cái quyết định này của thống đốc Gavin Newsom đó, thưa anh, là Khải nghĩ là tại vì bây giờ theo tin tức mà người ta dự đoán đó là khoảng tháng 4 này, tháng 5 này là đã chích ngừa cho mọi người rồi, và giống như hồi xưa lúc mà cách đây mấy tháng Khải còn theo dõi, Khải còn chia sẻ nhận định đó, thì Khải nói cái chính chúng ta phải hiểu tại sao cái đại dịch này nó khác cái cúm hàng năm. Hàng năm đều có cúm phụ anh, hàng năm đều chích ngừa, nhưng Dũng, cái này nó khác là tại vì... Dũng, mình sẽ vô cái đề tài đó, Dũng muốn Khải nói về cái quyết định của ông Gavin Newsom thôi. Dạ. Còn không thôi chúng ta đi vào đó, chúng ta sẽ... Dạ đó, chúng ta sẽ đi quá rộng. Để cái này chúng ta có thể nói hết cả tuần chưa hết nữa. Thì giờ mình chỉ nói là quyết định của ông Gavin Newsom, Dũng biết là ông Biden đã nói ngày 19 tháng 4 này là toàn dân Hoa Kỳ, có nghĩa là người nào trên 16 tuổi, tại hiện giờ Mỹ chưa có thuốc vaccine cho những người dưới 16, đang thí nghiệm để đảm bảo cái hiệu nghiệm và cái an toàn đó, thì tới ngày 19 tháng 4 này ông Tổng thống Biden ông nói là ông sẽ ra lệnh và chỉ cho tất cả ra cái điều kiện và lãnh đạo kêu là xuống lệnh nói là tất cả bang của nước Mỹ hiện giờ thuốc đã dư rồi, thì không có lý do nào mà những người nào trên 16 tuổi muốn chích mà không được chích cả. Thì cái ngày này thì dựa theo cái điều này thì họ nói rằng cho tới ngày 15 tháng 6 toàn dân Hoa Kỳ không có người nào mà 19 tháng 4 hay là 15 tháng 6? 19 tháng 4 là ngày lệnh của ông Tổng thống Biden cho toàn quốc là 50 bang phải nói rằng là ai trên 16 tuổi cần chích là được chích. Bây giờ có nhiều bang đó Khải là họ vẫn còn dựa theo cái ưu tiên tuổi nào hoặc làm gì thì mới được, thì ngày 19 tháng 4 ông Biden nói rằng toàn quốc sẽ có đủ thuốc hết rồi. Thì riêng cái điều đó thì ông Biden ông cũng đã nói là cho tới ngày cuối tháng 6 không có lý do gì mà toàn nước Mỹ những người nào cần chích mà không được chích cả. Thì ông Newsom, thống đốc của Cali, hiện giờ nếu mà đem Cali ra so sánh đó, ở cái tầm cỡ quốc gia đó, thì chỉ có tiểu bang Cali thôi
là có thể xếp hạng thứ 6 trên thế giới, có nghĩa về mức chích ngừa nhiều như vậy đấy. Cho nên thành ra cái sự dựa theo cái sự thành công này, Gavin Newsom mới táo bạo. Thì đó thưa anh, Khải mới nói thưa quý vị là nó dựa vào nó khác á, là tại vì hồi xưa thống đốc Gavin Newsom phải đóng cửa thưa anh, là tại vì quá nhiều người cùng bị lây bệnh, thành ra bệnh viện quá tải. Không ạ, thành ra tại sao cái mà anh nói cái mốc ngày 19 tháng 4 nó quan trọng là khi mà mọi người đều chích ngừa quá hình như là 75% chích ngừa rồi thì nó sẽ có cái là herd immunity, đúng không ạ? Miễn nhiễm cộng đồng. Dạ, miễn nhiễm cộng đồng. Thì lúc đó là không, cái số người mà bị lây nhiễm đó thì bệnh viện, cái hệ thống y tế ở Cali họ sẽ cán đáng được, sẽ không có tình trạng quá tải, thành ra không có nhu cầu phải đóng cửa nữa thưa anh. Đó là lý do tại sao mà cái quyết định của ổng là dựa vào khoa học, dựa vào cơ sở, chứ không phải chỉ đơn thuần là chính trị, nó đóng là đóng, thích mở là mở thưa anh. À, cũng có quan điểm ngày hôm nay Dũng theo dõi, Dũng cho rằng là tại sao Gavin Newsom lại tuyên bố ngày hôm nay dự định là tới ngày 16 tây 15 tháng 6 mới mở cửa sinh hoạt là bình thường, thì bây giờ còn là hơn 2 tháng mà ông đã tuyên bố, thì cho rằng đây là cái chiến lược của ông để mà đánh bẹp cái phong trào đang gọi bãi nhiệm ông. Cho nên họ cho rằng nó mang hai tính cách, thứ nhất là cho thấy là tia sáng dưới đường hầm đã chúng ta đã thấy ánh sáng thật sự rồi, và khích lệ thêm cho những người nào còn lăn tăn chưa muốn đi chích ngừa. Và cái điều thứ ba nữa là mục tiêu của ông là chính trị, trong đó nó phải có chính trị. Những người này làm chính trị thì những người chính trị gia cho rằng đây là một cái bước đi táo bạo. Và cái mặt ngược lại là liệu là những cái mà dịch hiện giờ, những cái loại cúm mà nó phát, nó chủng mới đó, variant đó, mà nó bùng phát mà Cali trở tay không kịp, thì liệu lúc đó ông Gavin Newsom có mở miệng mắc quay hay không, há miệng mắc quay, thì người ta sẽ nói là ông đã nói theo dự đoán là 15 tây tháng 6, thì ông có thể dựa vô đó nói rằng tại vì quý vị không tuân thủ, quý vị không làm đúng những điều mà Bộ Y tế và chúng tôi khuyên, cho nên thành ra thay vì 15 tháng 6 bây giờ phải còn bị lầm lầy, lầy lội. Thì cái đó là cái điều mà họ cho rằng là Gavin Newsom cũng giống như là đổ xí ngầu. Dạ. Nhưng mà cái đổ xí ngầu này đó, ổng đang đánh một ván bài với cái vấn đề bãi nhiệm. Thưa anh, đương nhiên tức là chính trị gia, đương nhiên tất cả những cái quyết định của họ thì nó gọi là timing, đúng không anh? Phải dựa thời theo điểm và thời điểm nó thích hợp, có lợi, tức là khai thác, tận dụng, biết khai thác. Chứ không, nhưng mà cái chính phải nói là cái quyết định đó nó phải có cơ sở dựa trên khoa học. Còn như anh Dũng nói, nếu mà đến gần ngày đó tự nhiên bùng nổ, nó gọi là đến dịch lần thứ tư, thứ năm, ví dụ như vậy không ạ? À, những cái biến thể, thì cái chuyện đó là không thể chắc cho ổng được, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vâng. Bữa nay anh có nói là cái câu cầm chuông những người bán cà lem, tại vì có những bạn trẻ nhỏ thì không biết, tại hồi xưa Việt Nam mà mấy cái xe bán cà lem nó có cái chuông, mình ngủ trưa lúc nào mà nghe cái tiếng chuông đó là dịch dậy, nó giống như ở bên Mỹ này có cái alarm clock. À, chúng ta lâu lâu thấy những người Mỹ họ đi bán kem, họ vẫn cầm cái chuông, cái cowbell họ lắc. Thường thường bên Mỹ này những cái con bò mà chúng ta thấy trong trại bò đó, như cổ nó có cái keo, cái cowbell đó, để mà nó đi tới đâu nó báo động cho người ta biết. Thì những người cà lem bên Mỹ này cũng có, cho nên nó cầm chuông, đó là chơi chữ, là cuồng Trump thì gọi là cầm chuông. Thì mình nói cho nó hai điều, thì bên kia họ gọi, bên cầm chuông thì họ gọi những người bên phía ông Biden là nô đần. Đấy, thì nó cứ là chính trị gia là nó là như thế. Cho nên cứ lời qua tiếng lại như vậy. Hôm nay thì Dũng biết là Dũng có những cái đề tài mà Dũng chuẩn bị. Còn Khải thì có một cái đề tài rất là tâm huyết. Khải nói là có một cái đề tài mà Khải đã bỏ rất nhiều thời gian để đi điều tìm hiểu, là liên quan tới vấn đề mà chúng ta gọi là lương y. Là cái vấn đề mà chúng ta gọi là tiếng Anh nó có hai từ, spiritual healer hay là faith healer, là chúng ta gọi là lương y á. Thì hy vọng là chúng ta sẽ bỏ thời gian để đi vào đó. Dũng nghĩ là một cái mảng khoảng chừng 30 cho tới 45 phút để Khải đi sâu vào cái vấn đề đấy. Còn bây giờ chúng ta lướt qua những cái đề tài này trước để cho khán giả họ phân biệt được phần nào là phần nào. Cũng thôi, nói hai này nó lộn lộn, tôi vô đây tôi ăn bún bò Huế mà nãy giờ thấy ông mấy ổng tàn là bưng ca chè với lại hột vịt lộn không à, biết không? Thì thành ra là Dũng cũng xin giới thiệu trong phần 2 quý vị sẽ nghe Khải trình bày cái quan điểm của Khải, cái nhận định, những cái research, những cái điều mà Khải đi nghiên cứu về cái lĩnh vực lương y ở Mỹ, mà tiếng Mỹ có luôn, nó gọi là faith healer hoặc là spiritual healer. Dũng chỉ có thể nói như thế này, luật pháp về cái vấn đề này Dũng nắm rất là rõ, vì nó là một cái ranh giới rất mong manh giữa cái luật bảo vệ quyền lợi của trẻ em và cái freedom of religion, là cái quyền tự do tôn giáo. Cho nên thành ra luôn luật pháp của Mỹ, họ không liên bang, họ không nhúng tay vào, họ để cho từng tiểu bang giải quyết.
Và cái vấn đề này nó là một cái ranh giới rất mỏng manh, mà họ nói là dân chủ đi không khéo thì trở thành cộng sản, xã hội chủ nghĩa. Cho nên thành ra đây là cái sự tranh cãi mà Dũng nghĩ rằng Dũng tôn trọng và Dũng tin tưởng hoàn toàn cái sự mà đi nghiên cứu của Khải. Cho nên Dũng sẽ để Khải đi vào đấy, và khi đó có gì Dũng sẽ bổ sung thêm. Còn bây giờ mình lướt thêm một cái đề tài nữa nha. Cái đề tài mà Dũng khá quan tâm mà mấy ngày hôm nay Dũng có viết đó, là chắc Khải có để ý chưa, là cái phong trào BLM, Black Lives Matter. Thì có nhiều người không có cái thẻ, có thiện chí đó, thì họ sẽ nói là tại sao là mạng sống da đen quan trọng. Ở Mỹ này nhiều màu da, mạng sống người nào cũng quan trọng. Thực sự cái phong trào BLM này nó xuất phát từ một cái người thanh niên, họ bức xúc và họ viết cái chữ đó ra trên cái trang tweet, và bắt đầu từ đó nó bùng phát. Thì khi ngồi nói chuyện và cái tổ chức họ nói rằng cái mục tiêu cái chữ mà BLM, Black Lives Matter, là không phải đời sống hay mạng sống người da đen quan trọng, mà nó như thế này là Khải, khi mình chúng ta tiếng Việt mà chỉ cần thiếu một chữ là cái ý nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Không phải là Dũng là mang dòng máu Phi Châu, Dũng nói cái điều này. Chúng ta là những người, nó gọi là ở Mỹ là people of color đó, là những người nào sinh ra không phải là da trắng, là chúng ta là people of color. Thì chúng ta là tiểu số, dân tiểu số, chúng ta luôn đi tranh đấu quyền lực, quyền lợi cho nhau, bảo vệ cái công đạo, công lý, bình đẳng, đúng không? Chúng ta không đòi hỏi hơn. Thì người da đen với lại cái bề dày lịch sử 500 năm nô lệ của người da trắng, họ có những cái tư thù, những cái nỗi đau của họ mà chúng ta không bao giờ hiểu được. Chúng ta bị kỳ thị với tính cách là người da vàng thôi, là chúng ta đã thấy khó chịu gần đây, nhất một năm gần đây. Đừng nói chi 500 năm nô lệ. Thì người da đen, cái phong trào BLM, Black Lives Matter, là họ nói vậy nè: mạng sống người da đen cũng quan trọng, chứ không phải là mạng sống người da đen quan trọng. Như vậy là sao? Đặt mạng sống người da đen trên những màu da khác? Không phải. Họ nói nếu mà chúng tôi, mạng sống chúng tôi bình thường như người ta thì chúng tôi không cần phải xuống đường để đòi hỏi, để đưa lên cái ý thức đó. Vì từ bao nhiêu năm nay, trong mắt của luật pháp, trong mắt của xã hội, mạng sống người da đen không quan trọng, không đáng giá bằng. Cho nên thành ra mới có cái phong trào BLM, Black Lives Matter, là như thế. Mà vừa rồi chúng ta thấy họ xuống đường với cái chết của George Floyd trong tháng 5 năm ngoái, mà bây giờ cái phiên tòa nó đang xảy ra, thì cái phong trào nó là giọt nước tràn ly, nó lên đỉnh điểm cái chết của George Floyd. Cho nên thành ra chúng ta thấy là khi xuống đường á, đa số là người da đen, nhưng sắc tộc màu da nào cũng cùng xuống đường vì họ chia sẻ. Thì chút nữa nhờ Khải nói vào đây. Còn một năm vừa rồi đó, thì vừa rồi chúng ta còn có cái phong trào chúng ta gọi là AAPI, Asian, phải không? Asian American Pacific Islander, là những người Mỹ gốc Á thuộc châu địa Á, chứ không phải chỉ có những người mà Đông Nam Á không, hay là mũi, nó là da vàng, mũi tẹt, đầu đen, mà lớn cả những người Polynesian, những người Hawaiian cũng nằm ở trong cái đó luôn. Cho nên thành ra là họ hội họp là hết, và họ lập một cái phong trào, họ cũng đòi hỏi bình đẳng, bình quyền cho người, nó gọi là người da vàng đi, người Á Châu. Nhưng cái sức mạnh đó của người Á Châu ở Mỹ này đó, nó còn ít, chỉ có 4-5% dân số của người Mỹ là người Mỹ gốc Á. Và thực sự đó là chúng ta thành công trong lĩnh vực kinh tế, nói là đang nói người Mỹ gốc Á, nhưng trong lĩnh vực chính trị đó thì còn thiếu cái sự xuất hiện của người Mỹ gốc Á trên những cái tầm cao. Cho nên thành ra tuy là chúng ta bị ức hiếp, chúng ta bị kỳ thị, nhưng tiếng nói chúng ta nó chưa có đủ áp phê, chưa có đủ đồ. Thì vừa rồi là hai lãnh đạo của hai phong trào này đã bắt tay ngồi lại với nhau, là họ nói là chúng tôi sẽ kết hợp lại với nhau để chúng tôi tạo thêm cái sức mạnh, là BLM cùng với lại AAPI sẽ trong tương lai sẽ xuống đường chung với nhau và đưa ra những cái đòi hỏi, những cái điều kiện của họ. Thì Khải nghĩ thấy sao trong cái vấn đề này khi mà BLM và AAPI kết hợp lại với nhau? Thưa anh, cho phép Khải chia nó làm hai phần. Vâng. Một phần Khải sẽ nói tiếp lời anh. Phần thứ hai Khải xin được phép tài lanh để mà giống như Khải nói, giải tỏa những cái ngộ nhận. Tại sao Dũng Khải lại lấy tên mà như luận viên đặt cho Dũng, Dũng tài lanh? Không, Khải nói Khải chứ, tức là Khải hay thích đòi, tức là hồi xưa nhiều người cứ lên mạng cứ đòi khai dân trí, đòi khai trí cho nhau. Khải không có dám khai trí gì hết, nhưng mà ít nhất Khải muốn đôi lúc cũng cần phải mở não cho một số người. Thưa anh, tại sao chúng ta thấy là như anh nói, AAPI bây giờ cứ nói chung là thứ nhất là đã nói là thiểu số và người da trắng. Vâng. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thì nếu mà một người có đầu óc bình thường, mình phải hiểu, tức là từ xưa đến giờ cái tầng lớp cai trị họ lúc nào họ cũng dùng cái chính sách chia để trị, đúng không ạ? Vâng. Thì mình là thiểu số
thì mình phải hợp quần, mình phải join force, mình phải đoàn kết lại với nhau, đúng không ạ? Bảo vệ cho nhau, chứ không có lý gì mà theo thống kê, theo khả nhớ thì hầu hết tất cả các sắc tộc châu Á khác đều ủng hộ đảng Dân Chủ, chỉ riêng có người Việt Nam mình là đa số bắn cà rem, có phải vậy không ạ? Đúng rồi. Thành ra Khải nếu mà nói là Khải nhục nhã thì hơi quá, nhưng mà Khải cảm thấy hơi ngạc nhiên và hơi bất bình. Đó là lý do Khải muốn giải thích cho quý vị là như vậy. Thưa anh, cái chuyện trước mắt hiển nhiên rồi là đã nói là Joint Force cần phải hợp lực lại với nhau để mà tạo sức mạnh giữa những người da đen và những người thiểu số khác. Thì cái chuyện đó chuyện bình thường, cái mọi người có trí óc bình thường phải hiểu cái chuyện đó. Ngoài cái chuyện mà nếu mà nhìn xa hơn là Khải thấy đảng Dân Chủ họ cũng biết khai thác để mà đến năm 2022 này họ có thêm cái khối người Á Châu nữa, tức là AAPI đó, đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là họ nắm người da nâu, tức là người Latin rồi, rồi họ nắm người Mỹ đen rồi. Khải xin lỗi dùng từ Mỹ đen, không, mình, nó bình thường. Mình cứ nói cho nó chính xác, tại chúng ta là truyền thông. Dạ. Ngồi quán hoặc cà phê mình nói gì cũng được. Dạ. Nhưng mình là truyền thông mình phải nói cho từ cho đúng. Tại vì ví dụ mình nói vậy mai mốt họ nói là ủa tại sao mấy ổng nói được, tôi nói thì mấy ổng nói kỳ thị. Chẳng hạn như có nhiều người gọi Dũng đen. Dạ. Tại khi mà mình dùng cái màu á để chỉ một sắc tộc là họ cho là mình kỳ thị. Thì giờ mình nói người Mỹ gốc Latin, người Mỹ gốc Phi Châu, người Mỹ gốc Thái. Rồi, ok, cảm ơn anh. Rồi người Mỹ rồi, Phi mình Châu. Nói tới người Mỹ mà chúng ta gọi là người Native American á, thì chúng ta nói là người Mỹ bản xứ, để cho nó chính đắc, nó là politically correctness. Đúng. Nhất là mình là media mà mình đang nói đúng. Chuyện đúng. Nữa còn ở ngoài họ muốn nói gì họ nói đúng. Đấy, đôi khi cái thói quen mình chưa mình nói mình quen nghe. Rồi đúng rồi, cảm ơn anh hiểu, đúng rồi. Rồi tức là như vậy, thưa quý vị, là cái ngoài đó giống như thầy nói cũng không trách họ được, đúng đúng anh, làm rồi, chính trị rồi. Đảng Dân Chủ thì họ phải biết tận dụng khai thác, nhưng mà cái chính Khải muốn giải thích cho quý vị biết, có nhiều người lầm tưởng những người cầm chuông bán cà rem tưởng mình là thượng đẳng da vàng đòi làm đồng minh với da trắng, đúng không ạ? Đi bắt tay với mấy thằng Proud Boys để mà đi là đồng hành với tụi nó, đi diễn hành với tụi nó, ủng hộ tổng thống Trump để mà chống đối mấy cái thằng da màu, tức là nói theo cái Proud Boy là ai, anh Khải có thể nói cho khán giả Proud Boys đó, nếu mà dịch ra tiếng Việt là những anh tự hào, đó là những người đàn ông, những thanh niên tự hào, hãnh diện là gì? Tụi nó là tụi da trắng kỳ thị, tự coi mình là chủng tộc thượng đẳng, thì nó không khác gì tụi KKK, 3K, Klux Klan, đúng không ạ? Giới nó gồm là thượng tôn da trắng. Dạ vâng, giới thượng tôn mà tự cho mình là thượng tôn thượng đẳng. Thì kính thưa quý vị, Khải muốn giải thích cho quý vị biết, hôm nay Khải nói luôn, nếu mà nói là trong cái những cái sắc tộc thiểu số đó mà tiếng Anh nó gọi là hierarchy đó, tức là trong cái nấc thang đó, thì đầu tiên hết phải là người da đen họ đứng trên đầu, rồi mới đến người như anh nói, người châu Mỹ Latin, tức là người đầu tiên hết là người gốc Phi Châu, rồi người gốc Latin Nam Mỹ, rồi mới đến những người châu Á như là Ấn Độ, Nhật, Đại Hàn. Khải xin lỗi, nói thì hơi nhục, sự thật phũ phàng, chúng ta người Việt Nam trong cái nấc thang đó, chúng ta nếu mà không phải đứng chốt thì chỉ là áp chốt trên, cùng lắm là trên Lào, trên Campuchia thôi. Thành ra đừng có hoang tưởng ngộ nhận. Quý vị nhìn, quý vị cứ dùng cái từ mấy thằng mễ rồi này kia là quý vị đánh giá những người ta mới chân ướt chân ráo, người ta nhập cư bất hợp pháp vào Cali, người ta phải tìm cách người ta kiếm việc làm. Thành ra quý vị nhìn, quý vị cho rằng là quý vị là thượng đẳng hơn những người đó. Quý vị không hiểu trong cái xã hội Hoa Kỳ, cái tầng lớp mà người Mỹ gốc Latin đó, họ có thượng nghị sĩ, họ có dân biểu, họ có bao nhiêu tỷ phú, bao nhiêu siêu sao, đúng không anh? Nhưng mà họ vẫn chưa bằng người Mỹ gốc châu Phi. Người Mỹ gốc châu Phi có bộ trưởng quốc phòng, có bộ trưởng ngoại giao, đúng không ạ? Rồi bây giờ có phó tổng thống nữa, tổng thống rồi. Họ có, rồi có tổng thống Barack Obama, tức là họ trên mình rất là nhiều. Nhưng mà giờ Khải nói tới đây là Dũng hỏi, có nhiều người nói rằng Mỹ đâu có kỳ thị, nếu mà Mỹ kỳ thị thì tại sao có những người da đen, người gốc Phi Châu lại nắm chức như tổng thống, phó tổng thống hiện nay, bộ trưởng này kia, nếu mà Mỹ kỳ thị thì tại sao những người da đen này lại leo lên được cái bức thang chính cao? Chính vì vậy thưa anh, bây giờ cho phép Khải mới giải thích tại sao có cái chuyện Black Lives Matter. Quý vị nói thằng Khải nó khùng,
mày ngu như con bò, tại sao mà mày nói là mày, người gốc châu Phi người ta thượng đẳng trên trên mình, mà tại sao lại đặt ra cái phong trào mạng sống người da đen cũng quan trọng. Kính thưa quý vị, chính vì họ trên cơ mình, họ mới gọi là địch thủ đối đầu. Giống như anh nói đó, mấy trăm năm nay họ là gọi, giống như từ cái mà thời còn là nô lệ da đen, thì đúng không ạ, chỉ có người da trắng, chủ nhân da trắng và người nô lệ gốc Phi Châu. Và sau này Nam Chinh Bắc Chiến, tức là nội chiến Hoa Kỳ để mà giải phóng nô lệ, xóa bỏ cái chủ nghĩa chính sách nô lệ đó, rồi qua cái quyết tâm của Tổng thống Abraham Lincoln, đúng không ạ? Nhưng mà dù có luật lệ có xóa bỏ cái chính sách đó rồi, anh biết những cái tiểu bang miền Nam ở trong cái tầng lớp dân chúng với những cái người da trắng mà mang rợ chưa có tiến hóa, họ vẫn ấp ủ, họ vẫn muốn bảo vệ, muốn duy trì cái chính sách đó. Và cho đến ngày hôm nay, giống như Khải nói, mặc dù người gốc châu Phi họ đã trưởng thành, họ có sức mạnh, nhưng vì chính họ là cái lực lượng chỉ có đứng đằng sau người da trắng thôi anh. Cũng thành ra cái sự đam mê của Khải khi mà nói cái đề tài, và Khải đi rất là sâu. Mình chỉ hỏi ông Khải có một câu thôi, là cái sự kết hợp giữa BLM và AAPI thôi, là bio lịch sử của người da đen mà. Dạ vâng. Nhưng mà chính vì họ là cái lực lượng chỉ có đứng sau người da trắng thôi anh. Bởi vậy đó, Dũng ghi nhận cái này hết 71. Dũng dạ. Đi cái đề tài riêng với Khải cái này. Ngoài những cái như Khải nói, họ có Tổng thống Barack Obama, có Ngoại trưởng Powell. Thì Dũng hỏi câu đó, đó là tại sao có nhiều người họ lên. Nhưng thôi anh, vì chính vì họ quá quá nhiều tỷ phú, cũng như giờ Kanye West là bây giờ là cái người mà làm entertainment là tỷ phú giàu nhất rồi. Rất là nhiều người giàu bằng vợ chồng Beyoncé. Vợ chồng Beyoncé đứng nhất đấy, người tỷ phú đầu tiên đấy. Anh Kanye ảnh ly dị cô Kim Kardashian, mà ảnh đã là người da đen mà entertainer gốc châu Phi giàu nhất rồi. Một mình ảnh thôi. Dạ vâng. Còn vợ chồng của Beyoncé á, cũng là gốc châu Phi, cũng là da đen. Nhưng mà hai người đó là the first black billionaire. Dạ, gọi là ngoài bà Oprah ra, thì bà Oprah đến là từ ở bên entertain, ở bên lĩnh vực truyền thông. Còn hai vợ chồng của Beyoncé là trong lĩnh vực mà nghệ thuật, thì dạ, là người đầu tiên, người da đen đầu tiên là billionaire. Còn Kanye West á, là khoảng chừng 700 triệu. Yeah. Hiện giờ Kim Kardashian qua mặt chồng của mình, rồi chồng cô cái là chồng cũ mình, là khoảng chừng 800 triệu. Một trong những cái điều mà cổ lấy ảnh là cổ ảnh giúp ảnh cổ xây dựng cái sự nghiệp riêng cho cổ. Thì giờ mình quay trở về, mình giờ mình hỏi Khải câu đó là nhiều người có cái lập luận vậy, là nếu nước Mỹ kỳ thị người da đen thì tại sao lại có nhiều người da đen nắm quyền, chẳng hạn như là một cái văn phòng tối cao của Hoa Kỳ như là tổng thống. Hiện giờ bà Harris là phó tổng thống, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao chúng ta có hết, đúng không, vân vân. Hiện giờ nếu mà ngó vô ông mà những người gọi là nô đần bảy đần gì đó, những cái từ mà quý vị đặt á, ổng nói rằng là mục tiêu của ổng là đập đi những cái bức tường, những cái rào cản từ xưa tới nay mà người da trắng đã đè lên đầu người da đen. Cho nên thành ra ở trong nội các của ông, cái cabinet của ông nó đầy hết sắc tộc, cái là nhất là người da đen, người da màu, người da vàng, ổng tạo cơ hội hết. Thì quay trở về, nhiều người nói rằng nói là nước Mỹ kỳ thị, thì tại sao những người da đen này lại nắm được cái quyền cao như vậy? Mọi người phải nói rằng, cảm ơn Dũng mới nhắc, phải mới nhớ ra là không những người gốc châu Phi người ta ngồi trên những người da màu khác, Nhật, Đại Hàn, Việt Nam, mà người ta còn trên cơ luôn phụ nữ da trắng. Kính thưa quý vị, bằng chứng là đã có tổng thống da đen, đúng không ạ, nhưng chưa có tổng thống phụ nữ. Thành ra đó, nhưng mà trở lại câu hỏi là tại sao mà anh Dũng nói là cái chuyện mà kỳ thị là tại vì như vậy, người gốc châu Phi người ta rất là đông, đúng không ạ, thì có tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trí thức, tầng lớp tỷ phú thành công, thì cũng có những cái tầng lớp nghèo khổ bất hảo. Thưa anh, chính vì như vậy là giống như Khải nói, vì người da trắng cái quá khứ như anh Dũng Taylor nói, họ có mấy trăm năm đối đầu với nhau, và những cái thành phần da trắng tự coi mình là thượng đẳng đó, nó trà trộn vào những cơ quan lập pháp, hàng ngũ cảnh sát, vì nó mang trong mình nó cái dòng máu kỳ thị, thành ra nó lợi dụng cái chức vụ, cái địa vị của họ để mà đôi lúc, đúng không ạ, nó thực thi, nó thực hiện những cái chuyện mà giết người một cách hợp pháp.
Đó là lý do Khải không phủ nhận, giống như Khải nãy Khải nêu cái ví dụ những người mà mễ nhập cư bất hợp pháp đó, thì cũng vậy, có những thành phần người gốc châu Phi nghèo khổ, gọi là gì đó, cứ tạm gọi là bất hảo, đầu đuôi trộm cướp đi, thành ra họ mới bị trở thành cái nạn nhân của lực lượng cảnh sát trá hình. Anh hiểu cái đó không ạ? Giống như trong tôn giáo cũng có những cái tu sĩ trá hình đó. Thì cái mà Black Lives Matter này họ được thành lập để mà phanh phui, để mà đối phó giải quyết cái vấn nạn là lực lượng cảnh sát ở Hoa Kỳ, một xứ sở dân chủ tự do, đã bị cái tụi mà những cái cá nhân bất hảo, kỳ thị, nó lợi dụng, nó trà trộn vào đó để mà họ có những cái hành vi phạm pháp bất công đối với những người da màu, mà đa số là người gốc châu Phi. Bởi vậy mới tạo ra cái tình trạng như George Floyd. Đúng rồi, đó là anh chưa trả lời câu hỏi của công chúng, chứ không phải câu hỏi của Dũng. Những câu hỏi gì Dũng hỏi anh á, Dũng muốn để dù cho là tiếng nói của chúng ta là độc lập, anh có trách nhiệm và bổn phận chịu trách nhiệm với lời ăn tiếng nói của anh, cũng giống như Dũng, anh không đại diện cho Dũng Taylor TV, anh là một người cộng tác viên, một người khách mời. Dũng, những gì Dũng đặt ra câu hỏi, Dũng không có hỏi cho Dũng. Dũng đã, mình lên đây mình ngồi mà mình còn phải đưa câu hỏi ra cho công chúng trả lời thì mình làm lộn nghề rồi. Mình là một người bình luận viên, mình đưa đề tài để cho công chúng kết luận. Phần lớn khi mà Dũng tiếp nhận những câu hỏi của những người như vậy đó, họ hay hỏi là anh cứ nói nước Mỹ kỳ thị, thì nếu nước Mỹ kỳ thị thì tại sao lại có nhiều người da đen nắm quyền cao như vậy? Thì nãy giờ dù Khải trả lời, giờ dù nếu được Dũng có thể trả lời để cho Khải đấy. Thứ nhất, trong 45 vị tổng thống chỉ có một ông thôi là một trong 45, mà trong lúc đó đó nước Mỹ đó, là 13% dân số của nước Mỹ là người Mỹ gốc Phi châu, thì chúng ta coi theo cái tỷ lệ chúng ta đã thấy rồi, đúng không? Lâu lâu năm thở 10 thì mới có một khi. Mình nói như vậy chẳng khác nào mình nói là Anh Quốc á, hay là những quốc gia nào có nữ thủ tướng rồi, có nghĩa là cái quốc gia đó không có cái chuyện mà kỳ thị phái nữ, đúng không? Phái nam phái nữ sẽ bình quyền. Hay chẳng hạn như trong Hollywood á, năm ngoái chúng ta thấy có một cái bộ phim Hàn Quốc được cái bộ phim xuất sắc của năm rồi, có nghĩa là làm gì mà có chuyện Hollywood kỳ thị người Á Châu. Mình nói giờ mình đổ đồng, có nghĩa là mình mị dân, mình đem một cái thí dụ đó ra để mình mị họ, để mình nói đó mày thấy chưa, điển hình đó, tại sao vậy được. Cho nên mình phải dùng cái chữ cho nó chính xác, mình coi theo cái số liệu, cái thống kê. Dân số 13% của một nước mà trong 45 ông tổng thống mới có một ông nè, thì mình thấy làm sao? Cái đó là sao, nó chưa tới gì? Mình tính ra vậy là chưa tới 5% nữa, thì là nó quá ít, hiểu không? Cho nên thành ra lâu lâu á, quý vị không thể nào đem cái này để lấp liếm cho cái kia. Nếu mình là một cái người hiểu biết mà cái người muốn đi tìm hiểu, mình sẽ thấy ngay là cái lý do, cái nguyên nhân tại sao. Mình nói vậy chẳng khác là mình nói là bây giờ thấy tại sao mấy năm gần đây quý vị thấy Hollywood từ từ đưa những bộ phim Á Châu vô trong những cái giải đề cử, đừng nói chi giải thưởng. Năm ngoái mà khi mà Parasite đó, Ký Sinh Trùng mà thắng ai cũng ngạc nhiên á. Năm nay có một người nam diễn viên Á Châu, người Hàn Quốc được đưa vô đề cử là Best Actor, là nam diễn viên xuất sắc, đưa vô cái đề cử thôi là đã một cái điều ghi nhận của Hollywood, là từ xưa tới nay những người Á Châu không có cửa luôn. Bây giờ từ từ cái sự mà gì, cái đánh động lên á, cái ý thức của con người thấy là Hollywood cũng phải chỉnh sửa lại, chứ không phải từ xưa tới giờ là Best Actor là toàn là những người đẹp trai, da trắng, đúng không, tóc vàng mắt xanh không à. Còn những gì khác lại chứ, người ta diễn xuất hay chứ không phải là được bình chọn người diễn viên đẹp trai nhất. Cho nên thành ra chúng ta thấy từ từ là bắt đầu nam diễn viên da đen đã được bước vô, được đề cử và thắng. Thì bây giờ tới người Á Châu cũng giống như Khải nói, thì người cái thế giới này chúng ta phải ghi nhận. Tuy là Khải nói là theo cái bậc thang của nhân loại thì là người da trắng không phải ở trên, nhưng cái sự mà họ đi thống trị cả thế giới, biến họ là cái người thống trị ăn trên ngồi trước từ xưa tới nay. Cho nên thành ra là họ, cái thế giới này là thế giới được thành lập, đúng không? Không phải là tạo hóa nha, mà là thế giới được thành lập, thống trị, cai trị bởi người da trắng. Họ quyết định cuộc chơi, họ quyết định trò chơi và quy luật chơi, chơi theo họ và chơi ở cái mức nào mà họ cảm thấy rằng mình không đe dọa tới quyền lợi của họ. Cái nhóm người da đen, cái nhóm người Mỹ gốc Phi châu đe dọa tới quyền lợi của người da trắng mạnh miệng nhất thì họ sẽ bị đè đầu cưỡi cổ và bị đè bẹp xước. Bây giờ tới người Mỹ gốc Á Châu cũng đang bị trở thành một cái
mà từ xưa tới nay chúng ta thấy không có đe dọa quyền lợi của người da trắng. Chúng ta là những người mà cho rằng chúng ta đến đây sinh sao đẻ muộn so với những cộng đồng khác, cho nên chúng ta thành công về mặt kinh tế. Người Mỹ gốc Á thành công về mặt kinh tế vì cái văn hóa chịu khó làm lụng và hay nhịn nhục, chừng hay nói cái câu nhịn nhục nó đi, 9 câu nhịn 10 câu lành, cho nên thành ra mình luôn là một trong những cái điều không có phải là cái gai, một cái obstacle, một cái chướng ngại ở trong mắt của người da trắng. Cho nên họ chưa để ý tới chúng ta vì chúng ta chưa đe dọa tới quyền lợi của họ. Người da đen là một trong những cái điều như Khải nói là cái thế lực mạnh nhất hiện nay đe dọa quyền lợi của người da trắng. Cho nên cái cuộc chiến 500 năm nay giữa người da đen và người da trắng 2016 nó lên ngôi. Tại sao? Vì lãnh đạo của Hoa Kỳ lúc đó là luôn luôn có cái giọng điệu về sắc tộc màu da, cho nên nó được lên ngôi. Đơn giản vậy thôi, chứ không phải là đừng nói là gì ông cựu tổng thống thứ 45 ông Donald Trump mà kỳ thị, không, nó đã hiện hữu, nó có rồi, nhưng nó lên ngôi tại vì những ngôn ngữ của ổng từ những ngày mà ổng là ứng cử viên nó luôn nằm ở trong cái ngôn ngữ của ổng. Nó giống như một phần nào là một cái điều mà nó gọi là một cái quy luật ngầm cho phép bật đèn xanh, cho nên nó leo lên ngôi. Và chúng ta nói đây không phải đúng sai. Có nhiều người cho rằng là cái thời Obama làm tổng thống thì Obama lại một phần nào âm thầm bật đèn xanh cho nhóm người da đen leo lên ngôi. Có những cái vụ mà bắn nhau với cảnh sát trong cái thời Obama toàn là xuất phát từ người da đen. Cho nên có những người họ cũng bức xúc khi ông Obama làm tổng thống 8 năm. Và tới khi mà bà Hillary đứng ra họ nói đủ rồi. Nếu mà bà Hillary thắng cử nữa thì là nó là tiếp tục 4 năm của ông Obama nữa. Cho nên họ không chấp nhận cái vấn đề đó. Nhiều người phụ nữ họ cho rằng tôi chưa chấp nhận. Bả tuy là người ta nói giống như Khải nói đó, là người phụ nữ chưa sẵn sàng để một người phụ nữ lên nắm cái chức vụ tối cao. Hy vọng là bà Kamala Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên. Mình không biết được. Cái đó là cái điều hy vọng thôi. Người da đen đã có rồi, miễn tới người phụ nữ. Miễn ở gia đình chúng ta có vợ, có con, có chị em, có con gái, thì ai cũng mong đợi là cái văn phòng tối cao của Hoa Kỳ sẽ có người phụ nữ nắm quyền. Cái điều đó là chúng ta mong mỏi, không phải vì chúng ta đâu có lột da sống đời, nhưng mà vì con cái mình, vì những cái thế hệ mai sau. Cho nên thành ra Dũng tạm khép lại cái đề tài này. Không, anh cho phép thầy nói tiếp là như vậy. Chính như vậy, nhìn Dũng nói có thầy có gợi ý là đúng. Từ thế kỷ 15 cho đến thế kỷ giống như Việt Nam mình bị đô hộ, Pháp đô hộ đó, 18, 19 qua đến thế kỷ 20 là người da trắng, người ta là thực dân đô hộ khắp thế giới, đúng không anh? Thành ra cái chuyện người da trắng là giai cấp tầng lớp là cai trị, thành ra cái chuyện có kỳ thị hay không, có đàn áp hay không. Thưa anh, trong hiến pháp Hoa Kỳ có ghi là all men are created equal, đúng không? Ghi là như vậy, nhưng mà bao nhiêu năm trời vẫn duy trì chính sách nô lệ. Và giống như Khải nói, sau khi Tổng thống Abraham Lincoln bãi bỏ chính sách nô lệ thì những tiểu bang miền Nam vẫn tiếp tục thực thi cái chế độ nô lệ mặc dù không có trên văn bản pháp luật. Thành ra thưa anh, hồi trả lời câu hỏi của anh, lúc nào cũng hiện diện sự kỳ thị, kính thưa quý vị. Mặc dù là ngày hôm nay luật pháp Hoa Kỳ không cho phép kỳ thị nữa, đúng không anh? Nhưng mà trong máu của những người chưa có tiến hóa vẫn luôn luôn có cái sự kỳ thị. Và như anh Dũng nói, và giống như Khải nói, hồi xưa vì những người gốc châu Phi họ là cái lực lượng đối đầu, đối trọng với người da trắng, thành ra họ mới bị trù dập. Gần đây Khải có thể chịu trách nhiệm lời nói của Khải, vì người da trắng họ lo sợ cái triển vọng người da, tức là người da nâu, tức là gốc Latin sẽ trở thành đa số và là liên kết với những người thiểu số khác, thành ra họ mới bầu cho Tổng thống Donald Trump để mà là cái thành trì cuối cùng, cái phương thức cuối cùng để mà bảo vệ quyền lợi người da trắng. Giống như anh Dũng Taylor nói đó, quý vị, hồi xưa họ kỳ thị đàn áp người gốc châu Phi là tại vì họ thấy đó là cái hiểm họa đối trọng, đối thủ của họ. Thì bây giờ họ theo thống kê chừng 10, 20 năm nữa, đúng không ạ? Thì những người gốc Nam Mỹ Latin đó sẽ là 30% dân số ở Hoa Kỳ.
Và người da trắng lúc đó chỉ còn là 49% thôi. À 20-42. Ờ, đã theo con số. Tại vì ở Mỹ thì 10 năm họ ra cái census, là cái thống kê dân số. Thì dựa theo cái đà phát triển hiện giờ mà anh bạn mình Khải vừa mới nói, thì tới năm 2042 thì là người Mỹ gốc Latin sẽ 30%, người Mỹ gốc Phi Châu vẫn giữ con số 13%, người Mỹ gốc Á Châu làm sẽ là 11%, và số còn lại là những người linh tinh. Và người Mỹ da trắng lần đầu tiên sẽ chính thức trở thành không phải là người đại số nữa mà là thiểu số, giữ con số 49%, tức là không còn quá bán tuyệt đối quá bán tuyệt đối nữa. Cho nên tới lúc đó thì họ cho rằng đây là một trong những lý do mà tại sao BLM và AAPI đang cần kết nối để họ cộng hưởng, họ tạo cái synergy, để mà lúc đó thì tiếng nói của họ chung chứ không phải hiện tại đâu. Họ cho rằng tiếng nói quan trọng tới lúc đó là của người Mỹ gốc Latin, mà nếu người Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ gốc Á không tạo tiếng nói chung, không phải cái sự thành công ở trong kinh tế. Có thể là người Mỹ gốc Á Châu 50 năm, 60 năm, 70 năm vừa qua, chúng ta đến đây chúng ta thành công kinh tế và chúng ta ngộ nhận đó là thành công. Không phải vì chúng ta thành công kinh tế mà chúng ta chưa đạt tới những cái quyền lợi của người Mỹ da trắng, tức nghĩa là trong lĩnh vực chính trị, thì thành ra chúng ta chưa có chạm tới những cái chỗ mà họ cần đè chúng ta xuống. Nói đây không phải là để kích thích mà để cho chúng ta suy nghĩ thêm. Vì đời sống nó không phải chỉ có cơm áo gạo tiền, nó còn những thứ khác. Chúng ta hy sinh đời bố để củng cố đời con khi chúng ta tới đây không phải vì cơm áo gạo tiền không, mà nó còn những thứ khác. Thì ở trong cái đề tài này Dũng muốn khép lại một chút, để khi Khải là một cái kho, Khải có rất nhiều thông tin, trong tương lai anh em mình sẽ nói nhiều, mỗi tập như vậy chúng ta cố gắng gói gọn để một tiếng. Chẳng hạn như đề tài về bên Lương Y, Võ Hoàng Yên thì Khải sẽ nói ở trong tập tới. Còn bây giờ mình muốn nói thêm về cái vấn đề, cái sự kết hợp giữa BLM và AAPI. Rồi chúng ta nói về đề tài mà những người trẻ em hiện giờ cái nạn mà nó đang trở thành những người mà xin tị nạn ở miền Nam nước Mỹ trở thành vấn nạn, xong chúng ta khép lại cho tập 12. Và cái phần của mà Khải muốn nói về Võ Hoàng Yên sẽ nằm trong tập 13 để quý vị xem. Cái lịch sử của BLM là phong trào người Mỹ, mạng sống người Mỹ da đen cũng quan trọng, và cái phong trào bảo vệ quyền tự do và an toàn cho người Mỹ gốc Á, AAPI. Bây giờ thì hai phong trào này đại diện đã tuyên bố bắt tay, nhưng nó có một cái lịch sử rất là dài. Có thể quý vị không nhớ, Dũng có thể nhắc quý vị vào năm 1955 ở trong cái Bandung Convention, là cái hiệp hội của Bandung. Người Mỹ gốc Phi Châu đã đứng ra đòi hỏi cái hiệp định này. Tại vì mới nãy Khải có nhắc tới vấn đề thực dân, colonial. Thì lúc đó trong cái hiệp định này, những người Mỹ gốc Phi Châu họ kêu gọi miễn cái là bãi thực dân hóa. Mà lúc đó Việt Nam và những nước nào ở trong cái khu vực của Pháp và Anh cai trị là họ là những người hưởng lợi trực tiếp. Cho nên chúng ta ghi nhận lại cái dấu mốc lịch sử từ 1955, nó đã có cái hiệp định này đưa ra mà khởi xướng bởi người Mỹ gốc Phi Châu. Họ ngồi trong cái hiệp định và họ kêu gọi là bãi hết cái vấn đề thực dân hóa. Trong tương lai chúng tôi sẽ nói nhiều về cái này. Cái dấu mốc thứ nhì giữa người Mỹ gốc Phi Châu và người Mỹ gốc Á, vào năm giữa thập niên 1970, trong cái nạn người chúng ta đi vượt biển, đúng không, đang lên đên ở trong những cái đảo để tìm tới một cái miền đất hứa, một cái nơi mà chúng ta cho rằng tự do, thì lúc đó Quốc hội Hoa Kỳ đang bị kiệt quệ về vấn đề ngân sách. Một số đại biểu của Hoa Kỳ không chịu chấp nhận người tị nạn, một số người kinh doanh, một số doanh nhân người Mỹ gốc Phi Châu đã chi tiền ra để la bì những người dân biểu, đại biểu quốc hội người da đen, ra cái kiến nghị và cái dự luật để chấp nhận người Mỹ tị nạn, người Việt Nam tị nạn. Và lúc đó quốc hội Mỹ đã đưa qua, đã thông qua cái dự luật đó, cho nên thành ra mới có người Việt Nam tị nạn chúng ta đặt chân tới. Những cái thông tin này nó được nằm ở trên tờ Time và tờ New York Times, quý vị bấm lên quý vị sẽ thấy. Cho nên một lần nữa, cũng người Mỹ gốc Phi Châu đứng ra, tại sao họ đã bị đàn áp nhiều lần, nhiều năm, cho nên họ chia sẻ với cái những người bị đàn áp hơn là cái người thượng tôn. Họ ở trên, họ nhìn xuống, họ nhìn chúng ta là họ bố thí, còn chỉ có những người từ dưới vươn lên họ mới chia sẻ với những người kham khổ như chúng ta. Cho nên một cái lần nữa là vào năm một giữa thập niên 1970, những nào quý vị nào làm báo hoặc quý vị nào ở trong cái ngành nghề, quý vị đều biết cái điều Dũng nói hết. Cái sự kết nối này nó được tiếp diễn giữa Đại Đức Thích Nhất Hạnh và ông tiến sĩ Martin Luther King. Hai người này đều là, nhất là ông Martin Luther King là nhà tranh đấu nhân quyền cho người da đen, nhưng mà ông tranh đấu với vấn đề là
không có bạo lực, nhưng mà ông dùng vô trong cái vấn đề là tôn giáo và đạo đức. Thích Nhất Hạnh cũng vậy, cho nên hai người đã kết nối với nhau và hai người đưa được cái thông điệp đó. Thì đây là một cái lần nữa mà chúng ta thấy lần gần nhất đây là người Mỹ da đen tại vùng vịnh New Orleans đã lên tiếng yểm trợ cho những ngư dân người Việt Nam chúng ta khi chúng ta mới đặt chân tới đấy và chúng ta sống vào nghề đánh cá. Cho tới giờ này, vùng New Orleans người Việt Nam chúng ta đánh cũng làm nghề chính, là thu nhập Biloxi, Gulfport, New Orleans vẫn thu nhập chính của chúng ta là ngành nghề ngư đánh cá. Nhưng trong lúc đó, những người clan, những người trong giới thượng tôn da trắng, họ kỳ thị người Á Châu vì người Á Châu làm việc đoàn kết và chúng ta làm việc nó không quá miệt mài. Thì lúc đó chúng ta bị cái áp lực, cái sự uy hiếp của những người da trắng. Thì cũng chính những người ngư dân, người da đen, họ đứng ra yểm trợ cho chúng ta những điều Dũng nói. Những người dân Việt Nam chúng ta, đồng hương với chúng ta ở vùng đó, họ biết là một lần nữa trong cái thập niên 80, người Việt Nam chúng ta khi bị uy hiếp thì cũng người da đen đứng ra. Thì đây là Dũng đưa ra những cái dấu mốc cho thấy. Nhưng lần này nữa, lại thêm 20 năm sau hay là 40 năm sau, nó trở thành một cái dấu mốc lịch sử. Mà đôi khi chúng ta để những cái chuyện trước mắt cho chúng ta quên đi cái dấu mốc lịch sử là người da đen đã có một cái lịch sử là luôn luôn yểm trợ người Mỹ gốc Á Châu của chúng ta tại cái mảnh đất này. Đấy không? Từ cái thời mà 1955 là chúng ta đã thấy, cho tới 70, cho tới giữa Đại Đức Thích Nhất Hạnh và ông Martin Luther King và vừa rồi. Cho nên lần này nữa, người da đen, tuy là cái phong trào BLM á, không có nhiều người Á Châu xuống đường, Dũng thấy cái ranh giới á, và theo thống kê nó yểm trợ là những người từ 40 tuổi trở xuống, không? Người Á Châu, người Mỹ gốc Á Châu xuống đường yểm trợ BLM, nhưng mà những người gốc Á Châu, người Mỹ gốc Á Châu từ 40 trở lên lại đứng bên lề, thậm chí là không ủng hộ nữa là khác. Nhưng lần này với cái tiếng kêu gọi của AAPI thì người Mỹ BLM họ nói chúng tôi sẽ yểm trợ, chúng tôi sẽ đoàn kết, chúng tôi sẽ đòi hỏi. Cho nên một lần nữa cho thấy rằng bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, là chúng ta đang tranh đấu cho cái sự bình đẳng, công quyền, tiếng nói của cái mảnh đất mà được hiến pháp bảo vệ. Nhưng chúng ta nói là hiến pháp bảo vệ nhưng mà thực tế nó không có, cho nên họ vẫn phải tiếp tục tranh đấu. Và chúng ta đang tranh đấu không phải vì chúng ta, hiện giờ chúng ta đời sống sung túc lắm, chúng ta thu nhập đầy đủ, nhưng chúng ta sau này con cái chúng ta nếu mà nó không muốn đi theo cái đường kinh doanh của mình, nó muốn bước vô lĩnh vực chính trị, nó muốn làm này rồi đầu kia, nhưng mỗi bức tường nó leo tới nó bị rào cản, nó bị đè xuống, thì lúc đó nó ngồi lại nó sẽ nghĩ, ủa tại sao ông cha mình hồi xưa không tranh đấu? Tại vì lúc đó mình lo bận cơm áo gạo tiền và mình chưa thấy cái quyền lợi của mình nó bị chạm tới như bây giờ. Cho nên Dũng xin khép lại điều này với Khải. Dũng biết là Khải còn rất nhiều, lần sau mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn để Khải nói nhiều về trong cái lĩnh vực này. Khải đồng ý không? Bây giờ mình nói sơ thôi về cái vấn đề mà hiện giờ, cái hiện trạng mà chúng ta thấy đang gây cái sự đau đầu cho chính quyền mà mọi người gọi là nô đần, Biden về đó, anh bảy đần, là hiện giờ là cái nạn của những người xin tị nạn, asylum, ở dưới Nam Mỹ đổ lên xuyên qua biên giới Mỹ, Tây Cơ và Mỹ. Thì hiện giờ họ cho rằng cái đây sẽ là một trong những cái điều quyết định là chính quyền Biden sẽ được thắng cử năm 2024 hay không, là cái quyết định này. Tại vì theo thống kê cho thấy là cái nạn của những người mà đi tị nạn, xin tị nạn từ Nam Mỹ mà họ ào ạt hiện giờ, là cái dấu hiệu gì họ biết rằng ông Biden thay đổi chính sách, nhẹ tay nới rộng hơn cho những người này, cho nên họ ào ạt đổ lên. Theo Khải nhận định về cái vấn đề này như thế nào, là họ đổ lên đây có phải vì ông Biden nhẹ cái chính sách nới rộng, và sắp tới đây Khải nghĩ là ông Biden phải đương đầu với cái chính sách này như thế nào để mà giữ được cái lòng của những người, không phải chỉ có những người dân chủ bỏ phiếu cho ông mà những người đứng giữa hàng rào. Chúng ta thấy vừa rồi cuộc bầu cử vừa rồi có những tiểu bang mà chúng ta gọi là màu tím, nó đứng giữa xanh và đỏ, nhưng giờ chót nó biến qua màu xanh. Thì làm sao phải giữ được những cái tiểu bang đó, còn những cái tiểu bang mà xanh lè rồi đó là không có cái gì đổi nó được, hoặc đỏ lờm là không đổi được, mà những cái tiểu bang nó gọi là battleground, những cái tiểu bang màu tím đó, thì chúng ta làm sao để mà 2024 họ nghĩ rằng ok, chính quyền Biden giải quyết cái này quá tuyệt vời, hoặc là thuận tình hợp lý, không cần phải tuyệt vời, thì chúng tôi vẫn giữ lá phiếu cho ông Biden. Thì Khải nghĩ là nếu mà Khải chưa đủ tư liệu về cái vấn đề này thì mình hẹn trở lại một ngày sau. Còn nếu mà hôm nay Khải có cái gì thì Khải cứ nói đó về cái quan điểm của Khải, rồi chúng ta trở lại lần sau để Khải đào sâu vô cái này thêm chút. Thưa quý vị, tức là nói về hồi nãy Khải có nói đó, tức là khi mà người da trắng đó, kể cả những người họ gọi là truyền giáo tin lành đó, tức là
Jericho đó, đó là truyền giáo qua truyền thông TV, radio đó, họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump là phải dùng cái từ last ditch effort, tức là cái nỗ lực cuối cùng để mà bảo vệ cái quyền lợi của người da trắng. Có nghĩa là sao? Không phải là chỉ bầu được Tổng thống người da trắng đâu. Tức là bảo vệ quyền lợi có nghĩa là tìm cách nào như anh Dũng Taylor nói là ngăn cản để mà trong tương lai những cái sắc dân mà thiểu số sẽ không vượt quá bán, và cái người da trắng, cử tri da trắng vẫn là quá bán thì họ mới giữ được quyền lợi, quyền lực của họ. Thì rõ ràng là giống như hồi nãy chúng tôi có nói là theo thống kê thì đến năm 2042 là người da trắng người ta sẽ rớt xuống dưới 50%, và lúc đó người gốc Nam Mỹ sẽ lên quá 30%. Và trong đó gọi là projection, đúng không ạ? Tức là cái thống kê đó nó dựa theo cái làn sóng di dân. Vâng. Phải có di dân và tiếp tục di dân thì mới đạt được con số 30%. Vâng. Bởi vậy Khánh nói cái nỗ lực đây là sao, là Tổng thống Trump cắt xây tường chặn liền, chặn đứng, không cấp visa, không cho gọi là quốc tịch. Đúng không ạ? Tức là tìm nhiều cách để ngăn cản. Mình nói cho rõ để không thôi nghĩa là di dân nó có hai loại, di dân hợp pháp và bất hợp pháp. Bức tường biên giới là ngăn chặn vấn đề di dân bất hợp pháp. Còn cái vấn đề mà visa làm tạo khó khăn là để là visa là những người di dân hợp pháp. Nhưng mà thưa anh, tức là giả dụ nó gọi là quota, tức là những cái nội các và chính sách của họ, họ vẫn có quyền tăng cái số lượng quota lên để thay vì mỗi năm có thể cho nó gọi là naturalize, đúng không ạ? Tức là cấp quốc tịch cho mấy trăm ngàn người, thì họ có thể giới hạn, giảm cái con số anh đó. Anh ta nói cái hạn ngạch đó là quota. Đúng. Tiếng Việt gọi là hạn ngạch. Dạ. Là quota là có nghĩa là dựa theo con số. Tại vì tổng thống, cựu tổng thống Donald Trump, vị tổng thống thứ 45 cũng có nói là mục tiêu của ông là cắt giảm số lượng di dân hợp pháp trong vòng 10 năm xuống 50%. Khi ông vào đây, khi ông nhậm chức thì cái con số đó là 150.000 người di dân hợp pháp hàng năm và trở thành công dân Hoa Kỳ. Thì ông nói rằng đây là một đa số cái người đó là gánh nặng của xã hội. Thì ông nói là chúng tôi vẫn mở cửa chào đón những người di dân. Nhưng mà ông nói cái câu đó là tại sao không cho những người đến từ Norway rồi này kia mà toàn là những từ quốc gia shit old country. Thì đó thưa anh, kính thưa quý vị, không phải phải khoe, tức là giống như anh Dũng nói bình luận, tức là Khải đã ngồi, Khải nói những cái điều này trên những cái đài của chị Ngọc Nữ, KVLA hoặc là đài Linh Mục Chuẩn mấy năm trước rồi. Khải đã nói là Tổng thống Donald Trump là cái nỗ lực cuối cùng của người da trắng để bảo vệ quyền lợi của người da trắng. Thì giống như anh nói đó, tất cả những đó nó có liên quan đến chính sách, dù có chia ra tiểu tiết cụ thể là hạn ngạch hay là cái gì đi nữa, thì giống như phải nói cuối cùng tiểu chung lại vẫn là để bảo vệ cái quyền lợi và cái số cử tri người da trắng, thưa anh. Thành ra nếu giống như Khải nói, tại sao mà Khải trước cái mùa bầu cử này Khải đã nói là Khải không nghĩ Tổng thống Donald Trump có thể tái đắc cử. Thành ra đây là không những lòng dân ý trời, mà Khải nghĩ là cái gọi là cái thế lực ngầm, thế lực gì đó anh, tức là giống như Tổng thống Trump nói đó, thế lực ngầm thì người ta cũng đã quyết định như vậy, và một khi Đảng Dân Chủ họ đó cầm quyền thì cái xu thế đó không thể cưỡng lại được, thưa anh. Có nghĩa là cái chuyện chắc chắn là cái nỗ lực của những người da trắng mà bảo thủ hoặc là kỳ thị thì đã đi ngược dòng xu thế của thời đại. Thành ra rõ ràng khi mà Đảng Dân Chủ người ta thắng được cái mùa bầu cử vừa rồi thì phải thấy cái xu hướng ở Cali, Arizona là chắc chắn là không thể nào mà hóa đỏ được. Và chưa kể là cái Blue Wave á, nó sẽ xanh hóa, tức là dân chủ hóa luôn tiểu bang Texas không chừng, thưa anh. Khi mà anh nói điều đó thì trước khi cái cuộc bầu cử này, Dũng đã dự đoán, Dũng đã nói rằng là Dũng tham gia tất cả là 8 cuộc bầu cử, tổng cờ bầu cử của Hoa Kỳ. Dũng chưa có dự đoán nào sai cả. Tại vì Dũng không phải là một nhà tiên tri, mà Dũng dựa theo cái văn hóa, Dũng nắm được cái văn hóa của người Mỹ. Dũng hay so sánh là cụ tổng thống hay là người đương kim tổng thống giống như người vợ lớn. Còn cái người mà đang ứng cử như người vợ bé là người hứa hẹn. Còn người hiện tại đang đương kim tổng thống là người vợ lớn. Những cái tính hư tật xấu của người vợ lớn chúng ta biết hết. Còn cô vợ bé là đầy hứa hẹn. Chúng ta chưa biết được những cái tính hư tật xấu. Khi yêu thì hứa hẹn nhiều,
không, mà thất hứa cũng nhiều, cho nên á là người Mỹ sẽ sẵn sàng thay đổi vợ bé với vợ lớn nếu mà những cái tính hư tật xấu của vợ lớn nhiều quá. Thì Dũng dựa vào đó mà 8 người Dũng đã quyết định, Dũng đã dự đoán đúng. Có một cái điều đặc biệt nữa, năm vừa rồi Dũng dự đoán là tiểu bang Arizona và tiểu bang Georgia sẽ đổi màu đỏ, thì có một người chuyên gia làm về chính trị ở đây, họ nói là không bao giờ có chuyện đó, never ever ever. Thì người đó giờ Dũng không nghe tiếng nữa, mà Dũng cũng không muốn nêu tên, anh Dũng tránh cái vấn đề nêu tên. Nhưng họ biết họ là ai, tại vì Dũng nói là cái kỳ bầu cử lần này Arizona và Georgia sẽ flip từ xanh qua đỏ, từ đỏ qua xanh chứ. từ đỏ qua xanh, và chỉ có cách đó là cách cho đảng Dân Chủ họ thắng thôi. Còn nếu hai tiểu bang này không đổi là không bao giờ đổi được, vì Florida là không bao giờ đổi rồi. Tại vì Florida cũng có một cái văn hóa mà tương tự giống như là California, nhất là miền Nam Cali. Thì mới nãy anh có nói cái câu mà tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống Donald Trump vị thứ 45 là một cái coi như là cái bức tường cuối cùng để bảo vệ quyền lợi của người da trắng. Đấy không? Thì thường thường ở trong những cái nhóm mà đi biểu tình hô hào của giới thượng tôn da trắng, quý vị hay nghe cái câu họ nói là "You not gonna replace us. You not go into replace us." Là các bạn, bọn mày không bao giờ có thể thay thế vị trí của chúng tao được. Đấy không? Mà họ nói rất là hùng hồn, "You not going to replace us." Thì nó liên tục lặp đi lặp lại là để khẳng định những điều gì Khải nói. Thì hy vọng cái chương trình đầu tiên của anh em chúng tôi, quý vị cũng sẽ nói là "We not going to replace you." Chúng tôi sẽ trở lại với anh Dũng và anh Khải để xem tập sau. Nhất là anh Khải sẽ nói về cái vấn đề mà anh Khải nghiên cứu nãy giờ, quý vị có thể mời nghe là Dũng nói nhiều hơn Khải. Tại vì những cái đề tài này Dũng soạn, Dũng có nhiều thời gian hơn Khải. Còn anh Khải thì đến đây với chuẩn bị là nói nhiều về Vũ Hoàng Yên, cho nên trong tập sau quý vị sẽ nghe anh Khải nói nhiều về Vũ Hoàng Yên. Và trước khi chúng ta chia tay thì để anh Khải nói lời mà anh Khải muốn bổ sung thêm và chia tức tay. Là có cái thầy muốn nói đây là thầy đọc news á, hình như là cuối tuần này cái nhóm mà KKK đó, Ku Klux Klan á, họ đã rải truyền đơn ở thành phố biển ở cạnh mình là Huntington Beach, và họ chuẩn bị sẽ diễn hành biểu tình. Và trong cái bài báo của nhật báo LA Times, họ có nói để mà cho quý vị nào vẫn còn ngộ nhận tưởng quý vị là đồng minh, là da vàng thượng đẳng, thì họ nói là Cụm Cam là cái thành trì của người da trắng từ xưa đến giờ, da trắng thượng đẳng. Bởi vậy ngày hôm nay giống như mình nói đó, họ muốn bảo vệ cái quyền lợi, cái ngôi vị của họ. Và quý vị xem là cuối tuần này KKK họ sẽ tổ chức diễn hành ngay tại Cụm Cam, để cho quý vị nghĩ là chúng tôi bịa chuyện là không có chuyện kỳ thị, không có chuyện da trắng thượng đẳng ở Quận Cam, ngay trong cái mà trung tâm Little Sài Gòn của chúng ta, thưa anh. Vậy thì anh nói như vậy thì mình xin cách này luôn, để là giữ cho người ta nói giữ chỗ đi lại cho lần sau anh em chúng mình trở lại. Có nhiều đồng nghiệp bạn bè của Dũng không nói trên mạng, nhưng mà họ nói riêng, dưới một người trên dạng người là tư tưởng của họ, là tại sao cái điều này là họ chấp nhận dưới người da trắng. Khi chúng ta chấp nhận dưới người da trắng và chúng ta kỳ thị những người da trắng, tranh giành quyền lợi với người da trắng, thì chúng ta tạo một cái điều là cho người da trắng thấy là chúng ta không đe dọa họ, đúng chưa? Cho nên thành ra có nhiều người, mình không nói hết, nhưng mà có nhiều người có cái tư tưởng đó. Thì Dũng sẽ quay trở lại mình nói về ông mục sư người Đức hồi xưa, ông nói rằng khi chế độ phát xít đến đây bắt những người Do Thái thì tôi nói không liên quan tới tôi, vì tôi không phải là người Do Thái. Khi trở lại họ bắt những người làm cộng sản thì tôi cũng nói không liên quan gì tới tôi, vì tôi không phải là cộng sản. Khi trở lại và họ bắt những người Công giáo thì lúc đó không còn ai lên tiếng, vì họ bắt luôn cả tôi. Thì đó là Dũng muốn gửi đến những điều mà Dũng muốn chia sẻ để cho chúng ta động não thêm, suy nghĩ thêm. Từ từ rồi cháo nó sẽ nhừ. Mình không thể nào ngồi đó nói là chưa liên quan với chúng tôi. Miễn mình lên tiếng, mình cho họ thấy mình đứng bên phía họ, mình sẽ an toàn. An toàn trước mắt. Nhưng một ngày nào khi cộng đồng, khi người Á Châu của mình đủ sức mạnh, đủ đe dọa tới quyền lợi rồi, thì chúng ta sẽ tới phần chúng ta. Hy vọng là quý vị đã thích cái buổi ngày hôm nay trong cái phần bình luận của Dũng Taylor và Khải Đào. Như chúng tôi chia sẻ, chúng tôi là những tiếng nói độc lập, Khải chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì Khải nói, cũng giống như Dũng.
cho kênh Dũng Theo Lời TV. Chúng tôi mang tính cách là bình luận viên, là báo chí với tính cách tham khảo chứ không phải là tính cách pháp lý. Chúng tôi không có phán xét mà chúng tôi hoặc là đưa ra kết luận, mà chúng tôi chỉ đưa ra những bình luận. Hy vọng là quý vị thích buổi hôm nay, xin quý vị trở lại để nghe Khải trình bày cái quan điểm của Khải về cái vấn đề lĩnh vực lương y mà tiếng Mỹ gọi là faith healer hay là spiritual healer. Còn Dũng sẽ chia sẻ về cái khía cạnh luật pháp trong cái lĩnh vực này. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành, chia sẻ, tin tưởng và lắng nghe. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 10 phút. Các quý vị thấy quang cảnh ở trong cái phía trước của khách sạn Ramada. Và có thể nói lần lượt tất những người đến để tiếp xúc với là lương y Võ Hoàng Yên. Từ mờ sáng thì chúng tôi đã thấy rất đông người, hiện nay thì có thể nói cái không khí rất là đông. Hôm qua thì trong một cái cuộc tiếp xúc đầu tiên, lương y Võ Hoàng Yên đã làm cho tất cả những người bệnh nhân kính phục và tôn kính ông. Khi có những người bệnh nhân bị liệt chân, điếc, nói không được, và ông bằng mọi cách đã làm cho những người đó trở lại bình thường. Đây là một trong những cái sự kiện có thể nói lần đầu tiên xảy ra tại Quận Cam. Và hôm nay chắc lại cũng quan tâm đến những người dân ở trong khu vực của thành phố ông. Kính thưa quý vị, bên đây là ông thị trưởng Tạ Đức Trí. Kính chào ông thị trưởng. Dạ, chúng tôi xin chào anh Đồng Trọng và kính thưa tất cả quý khán thính giả. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng như là có vài lời để cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên cũng như là các đệ tử của ông đã thường xuyên tổ chức những cái buổi chữa bệnh để mà giúp cho rất là nhiều các vị ở trong cộng đồng. Và trong rất nhiều những cái thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã quan sát bằng internet những cái lần mà lương y Võ Hoàng Yên đã đi khắp nơi để mà chữa bệnh, thì thiết nghĩ rằng đây là một cái việc làm rất là được đáng ca ngợi. Tại những cái buổi chữa bệnh này là những cái buổi chữa bệnh từ thiện, và với một cái người vừa có cái tâm mà vừa có những cái tài, những cái khả năng đặc biệt và lại đem ra để giúp đời cũng như cứu người, thì chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cũng như là xin một lần nữa cảm ơn lương y Võ Hoàng Yên cũng như là tất cả các thành viên trong phái đoàn của ông đã không ngại thời gian, không ngại tất cả những cái chi phí để có mặt ngày hôm nay, để mà chúng ta thấy được rất nhiều đồng hương đã xếp hàng từ sớm, cũng như chúng tôi được biết được có rất nhiều đồng hương đã phải ghi tên, đã phải thức dậy 4-5 giờ sáng để mà có thể đến chữa bệnh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đó là ông thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster. Cảm ơn ông thị trưởng. Rồi, cảm ơn anh Đồng Trọng, cảm ơn tất cả quý đài đã có mặt ngày hôm nay để mà giới thiệu tới một cái sinh hoạt mà rất là đặc biệt trong cộng đồng Việt của chúng ta. Kính thưa lương y, hôm qua thì chắc hệ thống truyền hình đều ghi lại những hình ảnh mà đồng hương đến đây thăm viếng và ra về, nhiều người cảm là mến phục và tôn kính lương y. Hôm qua thì lương y thấy không khí ở Quận Cam như thế nào thưa lương y? Rất là hạnh phúc. Kiều bào chúng ta sống ở xứ người mà rất là tình nghĩa. Chúng ta cần phải phát huy thêm cái tinh thần đạo đức và nghĩa tình của người dân tộc mình. Tôi rất là hân hạnh, rất là vui mừng, không ngờ nơi đây người thị trưởng hiện hữu ở đây lại là người Việt Nam mình nữa. Rất là hạnh phúc, rất là tự hào cho dân tộc Việt. Nhưng mà lại gần quê với lương y, cũng gần tới Cà Mau mà. Quê Bạc Liêu, quê ngoại của thầy. Vui quá. Thế lương y ở định ở lại đây bao lâu tất cả? Dạ, chỉ có 2 ngày, từ hôm nay và ngày mai. Dạ. Dạ. Thế lương y dự trù có sẽ giải quyết cho tất cả những người hâm mộ đến viếng thăm lương y không? Dạ, thì cố gắng hết trước mình chứ không thể không có lần nào thầy chữa hết bệnh nhân cả. Yeah. Nhưng mà thầy sẽ cố gắng. Kính thưa quý vị, đó là lương y Võ Hoàng Yên với những cái lời tâm sự của ông, với một cái nụ cười duyên dáng, tiếng nói phát xuất từ người miền dân Nam Bộ. Và trong những lần hôm qua thì ông đã bày tỏ tất cả các bệnh nhân của ông cái tinh thần đạo đức là một trong những cái tinh thần chính trong cái công việc làm của ông. Chắc quý vị thấy từ mờ mờ sáng đông người đã đến đây, mà một lần nữa chúng tôi cũng giới thiệu đến tất cả những nhân viên thuyền nghiền đến cùng ông
ông. Chắc quý vị cũng đã biết vào ngày thứ 6 ông có mặt tại thành phố Houston, đáp máy bay đến đến quận Cam của chúng ta, và ông như lời lương y Võ Nguyên cho biết rằng ông sẽ ở lại quận Cam 2 ngày. Không lần nào mà ông có thể đáp ứng đến tất cả các bệnh nhân, nhưng với một cái tấm lòng yêu mến và có thể nói mến mộ và đạo đức của ông đã cho thấy một cái sự kiện lạ tại quận Cam. Chúng tôi tường trình từ khách sạn Ramada.